Hello mọi người, chào mừng trở lại với channel DC Gaming của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đem tới cho mọi người một bộ bài mới ở format Standard. Và đó sẽ là bộ bài ADP Lapras như mọi người đã thấy ở trên màn hình đây. Và trước khi mình đi vào tổng quan của bộ bài này, thì với những ai mà chưa tham gia vào group Pokemon TG Việt Nam thì các bạn hãy tham gia vào group để có thể tìm kiếm cho mình những người bạn hữu, có thể giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài ra với những ai mà có nhu cầu mà mua những lá bài thiệt thì các bạn hoàn toàn có thể ghé vào Pokestore Việt Nam, thì ở đó các bạn có thể tìm cho mình được những cái sản phẩm liên quan tới Pokemon TCG. Và còn nếu nhiều ai muốn mua code về Pokemon TCG online thì các bạn đều cũng có thể kiếm được ở Pokestore Việt Nam. Và link của hai cái này thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nha. Còn bây giờ thì mình sẽ không dài dòng nữa và đi thẳng vào cái tổng quan của bộ bài ADP Lapras này luôn. Thì cái bộ bài ADP Lapras này của chúng ta sẽ vận hành khá là khác so với bộ bài ADP Zacians. Thì ADP Zacians thì thường sẽ chúng ta sẽ muốn đi nhất, bởi vì chúng ta sẽ đi nhất sau đó nạp năng lượng cho ADP, sau đó ở turn 2 chúng ta sẽ nạp thêm một năng lượng nữa và sau đó Outer Creation để có thể gây được thêm 30 sát thương cho tất cả Pokemon, và ngoài ra chúng ta sẽ lấy thêm một prize card đó như Knockout. Thì bây giờ chúng ta sẽ muốn đi nhì, cũng giống như là bộ bài này cũng vận hành khá là giống bộ bài của Greenzard, thì chúng ta sẽ sử dụng Greens. Thì Greens sẽ giúp chúng ta kiếm được những thứ chúng ta cần. Thì khi chúng ta đối đầu với ADP Station, chúng ta hoàn toàn có thể dùng Greens để kiếm được một cái Crushing Wait and See Hammers ở ngay turn 1, và sau đó crush energy của đối phương đi, sau đó chúng ta sẽ hoàn toàn dễ setup hơn đối phương một chút. Và thì turn đầu chúng ta, nếu như chúng ta start với ADP thì chúng ta hoàn toàn có thể nạp năng lượng cho ADP ở turn 1 và sau đó setup những thứ khác như là Lapras. Chúng ta sử dụng hai line 22 Lapras, thì Lapras của chúng ta sẽ có hai con Lapras V và hai con Lapras V Max. Thì Lapras V Max của chúng ta sẽ có thể gây lượng sát thương khá là lớn, đó là G Max Pump 90 cộng với 30 sát thương nữa cho mỗi energy nước. Thì nếu như chúng ta có 3 energy nước ở đây thôi á thì đã có thể là 180 rồi, và cộng với Outer Creation nữa sẽ là 210, một lượng sát thương khá là ổn. Và cứ thế mà mỗi energy nữa chúng ta sẽ có thêm 30 sát thương. Thì chúng ta sẽ nạp năng lượng nó bằng cách nào? Chúng ta sẽ nạp năng lượng nó bằng con Vixen EV này. Nếu chúng ta đã Outer Creation xong rồi thì chúng ta hoàn toàn có sử dụng Vixen EV để bắt đầu nạp năng lượng thay vì tấn công liên tục như bình thường. Còn nếu không, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng con ADP này, cứ Ultimate Ray sau đó nạp năng lượng nước cho con Lapras VMAX của chúng ta, và cho đến khi con ADP này của chúng ta bị knock out, chúng ta cứ Ultimate Ray và nạp năng lượng thôi. Thì đó là một cách nạp năng lượng khá là nhanh. Ngoài ra thì với việc sử dụng Greens thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được những thứ chúng ta cần. Ví dụ như nếu chúng ta đi nhì ở ADP Station thì chúng ta hoàn toàn sử dụng Wayne Sea Hammer để có thể làm chậm đối phương một turn. Hoặc là nếu như chúng ta thiếu những thứ như là Energy thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được những thứ như là Energy Spinner. Thì ở đây mình sẽ sử dụng hai cái. Ngoài ra thì một Fossil, một Evolute Incense và một Rare Candy để có thể tiến hóa con Omastar một cách nhanh chóng nhất có thể. Thì nếu với việc chúng ta tiến hóa được Omastar thì đối phương sẽ không được phép sử dụng item nếu như họ có nhiều Pokemon hơn chúng ta. Thì cái này nó khá là lợi khi chúng ta đối đầu với những bộ bài như là Baby Blounce, thì Baby Blounce có thể gây một lượng sát thương khá là lớn, nhưng họ sẽ phụ thuộc khá là nhiều những thứ như là Fire Crystal hoặc là Fire Flint các kiểu. Thì như vậy chúng ta sẽ hoàn toàn có thể khiến đối phương không thể nào mà có đủ năng lượng được bằng con Omastar này. Và kết hợp chung với việc ba reset stem, thì khi chúng ta bị knock out ADP thì chúng ta hoàn toàn có thể reset stem đối phương, mà khiến cho đối phương bế tắc hơn trong việc chỉ có chơi. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng hai energy lửa, 3 energy sắt, và energy chính của chúng ta sẽ là energy nước, đó là 8 energy và hai Chaos Square để ngăn chặn những cái tay âm khó chịu, và hai Quick Ball để có thể search Pokemon, 3 Tech Core để có thể search ADP, search Kaylin Cynthia và Malolana, và hai Switch để có thể luân chuyển những Pokemon chúng ta muốn, và 4 Pokegear để có thể search ra những Live Trainer mà chúng ta cần. Và mục tiêu chúng ta sẽ chỉ là Greens ở giai đoạn đầu game thôi. Và rất tất cả những gì vừa qua ADP Lapras này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình đi vào thử một vài trận đấu xem cái bộ bài này thực sự có thể vận hành tốt như thế nào nha. Bây giờ tiến về cái đấu đầu tiên của chúng ta sẽ gặp hệ nước Psychic và Normal. Có thể là một bộ bài Lapras VMAX cùng với Frostmoss và kết hợp chung với lại Mew chăng, thì nói chung là mình cũng không biết đó là bộ bài gì, hoặc là có thể là một bài Mew deck. Thì Mew deck khá là khó chịu, thì đối với Mew deck thì chúng ta sẽ muốn sử dụng ADP càng sớm càng tốt. Thì chúng ta xem coi đối phương ok, chúng ta start với lại ADP và Lapras. Thì đây là một hands mình nghĩ là không quá là tốt. Yeah, đây là một hands khá là tệ. Thì nếu chúng ta đi nhất thì chúng ta sẽ không thể nào mà sử dụng trainer được. Thì khá là dị. Thì mình nghĩ là không còn thứ gì khác ngoài việc attach và pass thôi. Bây giờ sẽ vào đối phương đầu hàng luôn. Ok, mình không hiểu tại sao. Tuy nhiên chúng ta giành chiến thắng game đầu tiên. Mình sẽ xem coi bộ bài đối phương sử dụng là gì và tại sao họ lại đầu hàng. Thì họ sử dụng một bộ bài
bộ bài Gyarados mà mình nghĩ là Gyarados GX Zacian, đây là một bộ bài mà các bạn mua ở trong mua mua cái code luôn thì các bạn sẽ được nguyên cái bộ bài thì giá mình nghĩ là mình sẽ giành nó chiến thắng ở game đầu tiên và bây giờ mình sẽ tiến đến game đấu thứ hai và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến game đấu thứ hai của chúng ta một bài sắt lửa và điện. Mình nghĩ đây là Baby Blouse, mình nghĩ đây có thể là Baby Blouse hoặc là một Firebox. Thì chương như tôi sẽ muốn đi nhì rồi. Mặc dù đi nhất là được phát năng lượng nhưng mà chúng ta sẽ bị đối phương tấn công thì mình sẽ muốn đi nhì. Mulligans man, đây là một hand khá là tệ thì chúng ta sẽ chấp nhận Mulligans. Thì hiện tại mình nghĩ là trong bộ bài của mình sẽ có khoảng 3 Victini, 2, 5 và 7 Pokemon Basic thôi thì Mulligan sẽ là một điều chắc chắn. Thì chúng ta sẽ mong là không Mulligan quá nhiều, đối phương draw quá nhiều thôi. Đó là giờ tại sao mình muốn chơi thật hơn là chơi Pokemon TCG online, bởi vì online nó cái hệ thống shuffle nó khá là củ chuối. Thành ra chúng ta sẽ rất là dễ bị Mulligan nhiều lần và bây giờ đây là một hand mình nghĩ là khá là ổn. Mình start với con Victini. Sau đó vậy thôi. Chúng ta sẽ xem có chúng ta bị Mulligan mấy lần. Mong là đừng khoảng 5-6 lần thì đối phương sẽ draw rất là nhiều và đó là điều không 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 ai mong muốn cả. Chờ xem đối phương để hiện tại mình sẽ 2 lần không sao cả. Ok. Một con Vulpix như vậy là mình không thể nào mà set up được cái con Omastar của mình, bởi vì con Vulpix này hoàn toàn có thể bắt con Omastar của mình lên. Đó là một điều cực kỳ khó chịu. Nghĩ là mình sẽ Greens một cái Tag Core và một cái Energy Spinner để có thể kiếm Energy con Victini thôi. Thì đó là điều đó là điều chắc chắn là phải như vậy rồi. Và chúng ta sẽ nạp năng lượng cho ADP bằng Victini V. Và hiện tại thì Lapras của chúng ta là hệ nước, như vậy chúng ta hoàn toàn không cần phải nạp quá nhiều năng lượng cho nó và chúng ta hoàn toàn có thể tấn công một cách bình thường thôi. 3 năng lượng là có thể, hoàn toàn có thể knock out được đối phương và cộng với Outer Creation thì với việc Cinerace V Max thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy 4 Rise Cup một cách dễ dàng. Thì đó là cái lợi thế duy nhất của chúng ta hiện tại ở trong cái matchup này. Thì một switch đã ra đi nhưng mà vẫn có thể có khoảng một Escape Ball hoặc là 2 và cộng với 4 Scoop Up và 3 switch nữa. Họ gần như không thể nào mà có thể stuck ở Jirachi được quá lâu. Thì 140 sát thương chúng ta sẽ vẫn sẽ chill thôi. Pass, ok. Ở một energy nước luôn. Chúng ta sẽ không muốn draw energy nước một tí nào. Bởi vì energy nước chúng ta sẽ muốn chỉ draw một thôi cho ADP thôi. Nhưng mà chúng ta đã nạp bằng Victini V rồi, thế nên draw vào nó sẽ khiến cho chúng ta Ultimate Ray không được những cái thứ chúng ta cần. Mình nghĩ là mình sẽ như mình nói Tech Core và một Energy Spinner thì mình sẽ check xem một Energy của mình như thế nào. Có đúng một Energy lửa, oops, Rhyme mất một cái nhưng mà rất may mắn là chúng ta vẫn còn một cái ở đây. Thì sẽ lấy những thứ này ra. Tech Core, lấy một Killing Cynthia và một ADP. Thế mình sẽ bench con này. Spinner lấy một energy lửa và một energy shard ra thôi để có thể nạp cho ADP ở turn cuối cùng, ở turn sau khi nó auto creation. Thì bây giờ thì mình sẽ nghĩ là mình chỉ victory sign thôi. Nạp 2 energy cho ADP của chúng ta. Và turn sau nếu như chúng ta có switch thì càng tốt, còn nếu không có thì chúng ta hoàn toàn có thể retreat thẳng một con Victini V này và sau đó nạp năng lượng cho và sau đó Ultra Creation thì sau mình nghĩ là sẽ không attack cái này đâu, mình sẽ attack trước cho con Lapras một năng lượng nước để chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng có đủ năng lượng hơn. Thì 3 năng lượng là đủ rồi, mình sẽ mong là họ chưa bắt cái con Lapras V mình cũng lên lên quá sớm. Ok, thêm một Cinerace nữa thì họ vẫn chưa tiến hóa được thì 140 chúng ta vẫn sẽ không 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 quá lo lắng về điều đó. 140 có nghĩa là phải two shots con ADP của chúng ta và thì cứ cứ nếu như họ knock out ADP của chúng ta thì chúng ta sẽ cố gắng reset stem đối phương mà sau đó đối phương sẽ không có hands là để làm bất cứ điều gì cả và từ đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây là con, nếu như Pokemon này bị damage by attack 170 thực ra 170 chúng ta thực ra cũng không bị one shot được nữa. Cho nên nghĩ là vẫn sẽ ổn. 320 có nghĩa là đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng cần chỉ cần quay khoảng
Khoảng 200. Yeah, 200. Thì con này gần như là Banerjee đã là 180 rồi và nhân lên là 360. Yeah, Banerjee là chúng ta hoàn toàn có thể knock out được con Cinerace V Max của đối phương. Thì chúng ta sẽ chill thôi. Đối phương vẫn sẽ phải kiếm switch hoặc các thứ. Thì họ tiến hóa và bắt đầu bắt chúng ta lên, nhưng nếu bắt chúng ta lên thì ok, họ pass luôn, như vậy là càng tốt cho chúng ta. Bởi vì chúng ta man, đừng thế chứ. Mình sẽ xem coi mình có thể sắp đặt được cái gì, mình có thể có thể greens. Chúng ta sẽ muốn có greens sớm càng tốt. Thì mình nghĩ là có thể gây áp lực đối phương bằng việc lấy một cái fossil ra để khiến đối phương không thể bắt được những con khác của mình lên. Thì mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu gây áp lực đối phương. Mình sẽ lấy cái fossil ra và lấy thêm một greens nữa ra. Nhưng mà mình sẽ check coi Omastar mình có, và mình có Ray Candy luôn. Mình sẽ như làm như vậy. Mình sẽ gây áp lực cho đối phương. Sau đó mình sẽ attach vào con này. Sau đó retreat vào ADP của chúng ta và Alter Creations. Thì với việc họ không chịu knock out sớm một con Pokemon của chúng ta, thì hiện tại họ không có cách nào knock out được con ADP này cả. Và với như vậy chúng ta sẽ cứ chill thôi. Lần sau họ tấn công chúng ta sẽ tấn công ngược lại, sau đó họ knock out mình. Sau đó mình sẽ đợi lạc đã đạt đủ năng lượng cho Lapras Phi Max, sau đó mình sẽ có thể lấy reset stem ra, reset stem họ, sau đó bắt đầu tấn công knock out và tiến hóa các con này nữa thì sẽ là hoàn hảo, gần như là hoàn hảo tất cả mọi thứ. Thì 320 là một lượng máu cực kỳ lớn. Chúng ta sẽ chỉ cần knock out một con Cinerate V Max và sau đó chúng ta hoàn toàn có thể bắt một con Vulpix lên cũng được, hoặc là bắt con Dedenne lên để có thể kết thúc trận đấu, hoặc là bắt Chirachi cho nó dễ. Lượng máu chỉ có 70. Và giá thực ra thì ở cái turn này á, đẹp nhất là chúng ta sẽ top deck một cái một con Omastar luôn, hoặc là một Omastar, hoặc là một cái Ray Candy, hoặc là một cái Evolution Incense. Thì từ đó chúng ta sẽ không hoàn toàn có thể green để kiếm thêm một cái Custom Catcher nữa, và sau đó cái thứ còn lại chúng ta sẽ có thể kiếm Ray Candy chẳng hạn, thì có thể tiến hóa thẳng luôn. Thì đó sẽ là cái trường hợp đẹp nhất của chúng ta. Còn không thì chúng ta sẽ bắt buộc phải ok, như vậy họ sẽ bắt đầu bắt Pokemon của mình lên. Nhưng mà với hiện tại thì họ lại tiếp tục weather tiếp, thì mình không nghĩ là họ sẽ có đủ hai năng lượng để có thể bắt bất cứ con gì lên đâu. Nhưng chờ xem, cho dù họ bắt đi nữa thì họ chỉ có thể knock out được những cái con nhỏ nhỏ được của chúng ta thôi. Còn lại thì mình nghĩ là sẽ chill. 170 burn không sao cả, vẫn còn sống, vẫn còn sống tốt. Thì nếu chúng ta bắt được con DNA ngay lên ở turn sau á, thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy ba Brass trước, sau đó nạp năng lượng đủ cho Lapras. Thì thành ra sau này nếu như họ làm bất cứ điều gì, chúng ta hoàn toàn vẫn có thể chill thôi. Thì cho dù họ bắt con này lên của mình đi nữa, thì mình hoàn toàn có thể green để switch ngược lại và sau đó nạp năng lượng tiếp. Ok, như vậy là họ sẽ muốn bắt con này của chúng ta lên. Đó là lý do tại sao mình muốn gây áp lực đối phương. Mình sẽ muốn gây áp lực đối phương việc đặt con này lên, sau đó họ sẽ phải bắt buộc phải knock out con đó của mình. Từ đó mọi thứ sẽ khá là dễ dàng hơn. Thì bây giờ mình sẽ không phải quan tâm đến việc setup con ốc của mình nữa, mà mình sẽ bắt con Dedenne lên, và sau đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Hiện tại thì đây, mình sẽ green lấy một cái custom ra, và mình nghĩ là mình sẽ lấy thêm một greens nữa để có thể sau đó không mình sẽ up xong, mình sẽ tiếp tục bắt con Dedenne lên và trận đấu sẽ kết thúc. Như vậy là mọi thứ đã, một kế hoạch của chúng ta là chỉ có như vậy thôi. Bắt con Dedenne lên, sau đó mình sẽ Ultimate Ray knock out Dedenne, lấy ba Prize Card, và như vậy chúng ta sẽ cần phải knock out một con Dedenne nữa thôi là đã đủ. Như vậy là mình đã set up đầy đủ cho hai con của mình. Như vậy trừ khi họ reset team mình hoặc là làm bất cứ thứ gì đó khó chịu, như là khiến cho mình bị mất cái hand đi, thì họ sẽ có cơ hội. Còn nếu không thì trận đấu này đã nằm trong tầm tay của chúng ta. Họ không thể one shot được chúng ta. Thậm chí là mình còn có thể tấn công họ một turn, sau đó tiếp tục knock out họ turn sau. Max Pyro 170, hoàn toàn không knock out được bất cứ con Pokemon nào cả, trừ con Victini V.
thì đó là con mình không cần, mình chỉ cần nó turn đầu tiên. Và mình nghĩ là trận đấu này gần như là lock up rồi, gần như là đã có kết kết cục ra reset time như mình đã nói. Đây là thứ duy nhất mà họ có thể làm để có thể cho họ một ít cơ hội, nhưng mà họ vẫn không one shot được chúng ta. Cho nên một khu riêng mình hoàn toàn có thể kiếm được green turn sau. Burn. Ok. Khá đau. Incense, mình sẽ làm mỏng bộ bài mình ra trước để có thể tăng tỷ lệ kiếm được greens. Thì Gear oops. Nhưng mà thật ra thì mình quên mất, mình đâu cần phải công cần như vậy. Họ họ đã không chịu rút lui con đó thì gần như là mình đã chiến thắng rồi. Mình đâu cần phải công cần như vậy, mình sẽ G Max Pump Weakness và 540 sát thương, một lượng sát thương cực kỳ lớn và giành được chiến thắng trận đấu kia này. Và và đó cũng sẽ là kết thúc của video clip ngày hôm nay luôn. Thì bộ bài ADP Lapras, bộ bài khá là ổn vận hành với lại Green's Explorations, thì cũng giống như bộ bài Green's Job, chúng ta sẽ cố gắng set up con ốc của chúng ta để có thể thậm chí là nếu chúng ta không set up được á, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ con ốc lên như mình đã làm á, thì nó sẽ gây áp lực cho đối phương nhiều hơn và khiến đối phương sẽ phải thay đổi lối chơi, và từ đó chúng ta hoàn toàn có thể cuốn đối phương vào lối chơi của chúng ta. Và nếu như các bạn thấy video clip này hay thì để lại cho mình một like và một subscribe, và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau.